Xin chào các bạn, một trong những bí ẩn mà khoa học hiện tại thì vẫn chưa giải mã được đó là vết tích của những nền văn minh có từ rất lâu đời ở trên đảo Phục Sinh ở châu Mỹ. Trên hòn đảo này thì có gần 900 pho tượng đá Moai đầy ma mị và bí ẩn vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Đảo Phục Sinh là một hòn đảo thuộc đất nước Chile và hòn đảo này thì nằm ở Thái Bình Dương, nằm khá xa so với khu vực lục địa của Chile. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến đất nước Chile thì lại nhớ đến thị trấn Chile ở Lạc Thủy, Hòa Bình. Một cách phát âm mà nhiều người có lẽ là sẽ nhầm lẫn. Đảo Phục Sinh thì có diện tích là 163 km² và dân số là vào khoảng 7.000 người. Từ hàng nghìn năm trước thì những cái cư dân đầu tiên đã đến với đảo Phục Sinh và sau đó phát triển, tạo ra một cái nền văn minh rực rỡ, thể hiện qua những bức tượng Moai đồ sộ, chứa đựng cả yếu tố nghệ thuật lẫn thiên nhiên hoang dã ở trong đó. Đây là một trong những hòn đảo có người ở, hẻo lánh nhất hành tinh, có hình dạng của một tam giác được tạo thành từ những cái vụ phun trào núi lửa với khí hậu cận nhiệt đới, nắng và khô nhưng mà tương đối ôn hòa. Ngoài địa hình với nhiều đồi núi hiểm trở thì hòn đảo còn sở hữu nhiều hang động ngầm dẫn đến những cái miệng núi lửa. Núi lửa lớn nhất ở trên đảo được gọi là Cano Cao và điểm cao nhất của đảo đó là đỉnh Terevaca. Đỉnh này thì cao hơn 600m so với mực nước biển. Có thể nói đây là một hòn đảo cô đơn giữa Thái Bình Dương. Thế thì tại sao nó lại được gọi tên là đảo Phục Sinh? Cái tên đảo Phục Sinh thì chắc chắn là do một người châu Âu đặt ra rồi, bởi vì những người thổ dân địa phương làm sao mà họ biết đến cái dịp lễ Phục Sinh. Một nhà hàng hải người Hà Lan có tên là Jacob Bronvan đã tình cờ đến với đảo này đúng vào dịp lễ Phục Sinh vào năm 1722. Từ đó thì ông và những thủy thủ đoàn của mình gọi hòn đảo này là đảo Phục Sinh. Và cũng kể từ khi người châu Âu đặt chân lên đảo thì cái bệnh dịch họ mang đến từ châu Âu hoàn toàn khác lạ so với những người dân bản địa ở đây không kịp thích nghi, và nó khiến cho dân số bản địa suy giảm nhanh chóng. Cùng với đó là cái việc buôn bán nô lệ nữa. Đến cuối thế kỷ 19 thì ở trên đảo Phục Sinh này chỉ còn có hơn 100 người thôi. Người ta thống kê được là 110 người. Với dân số như vậy, với diện tích như thế thì hòn đảo Phục Sinh có thể nói là không có khả năng để tự vệ. Và nó ở quá xa nên cũng chẳng một đất nước nào thực sự quan tâm đến nó. Và bởi vậy nên đến năm 1888, một đất nước ở Nam Mỹ đã chính thức sát nhập đảo Phục Sinh trở thành một phần lãnh thổ của mình. Và đất nước đó chính là Chile. Đảo Phục Sinh nổi tiếng bởi có gần 900 bức tượng khổng lồ bằng đá được người dân địa phương gọi là Moai, phổ biến rải rác ở trên đảo. Chính xác là 887 bức tượng được tạo thành bởi các nghệ nhân người Rapa Nui khi xưa, hoàn toàn là thủ công thôi. Năm 1995 thì UNESCO đã công nhận đảo Phục Sinh là di sản thế giới, với đa phần diện tích được bảo vệ nằm trong vườn quốc gia Rapa Nui, tức là cái khu vực chứa những cái bức tượng này. Đến nay thì những cái bức tượng ở trên đảo Phục Sinh vẫn là một bí ẩn đối với nhân loại. Đã có rất là nhiều những cái giả thuyết về những bức tượng này, như là cách thức những bức tượng này được tạo ra, tại sao những bức tượng lại có cái dáng vẻ như vậy, rồi là người ta tạo ra những cái bức tượng này để làm gì, vai trò của những bức tượng này, tác dụng như thế nào. Đặc biệt là các nhà khoa học thì vẫn chưa giải mã được khối đá khổng lồ mang ý nghĩa gì và làm thế nào mà người xưa lại di chuyển được những cái khối đá khổng lồ đi khắp một cái hòn đảo như vậy. Phải chăng có những công cụ vượt thời gian hay là có sự trợ giúp của người ngoài hành tinh, vân vân và vân vân. Thế rồi những người Mỹ cũng đã tò mò và đến đây. Theo các nhà khảo cổ học Mỹ, những cái bức tượng này chính là cái bằng chứng sinh động về một nền văn minh từng phát triển rực rỡ của người Rapa Nui trong quá khứ. Chúng được tìm thấy ở nhiều địa điểm quanh đảo với chiều cao và cái khối lượng thì cũng không đồng nhất với nhau. Nó được làm từ đá nguyên khối, những cái đá này thì hình thành từ tro núi lửa. Và tượng làm xong thì lại được đặt tiếp lên một cái bệ đá nữa. Và họ quan sát thấy là những cái bức tượng này thì xếp hàng và mặt hướng ra biển để bảo vệ người dân ở trên đảo. Những bức tượng đá mặt người có niên đại hơn 6.000 năm, đôi khi phân bộ rải rác ngẫu nhiên, hoặc đôi khi lại theo một cái trật tự đặc biệt. Nói tóm lại là rất là khó hiểu. Những bức tượng lớn thì thường sẽ cao khoảng 10m và nặng khoảng 80 tấn. Trong đó có một bức tượng khổng lồ nặng đến 145 tấn, có tên là El Gigante. Có một giả thiết thì cho rằng những bức tượng này đã được đẽo từ những cái mỏm cao nhất của những cái ngọn núi lửa trên đảo. Sau khi mà đẽo gọt xong tượng thì có thể người ta đã lăn những cái bức tượng này xuống chân núi. Sau đó thì dựng nó đứng thẳng lên và dùng dây thừng buộc quanh thân tượng. Bằng cách sử dụng hệ thống dòng dọc thì bức tượng sẽ được di chuyển đến những cái vị trí được định trước. Những sợi dây thừng được quấn quanh bức tượng hoạt động như một cái hệ thống chuyển động. Và một nhóm khoảng 30 người đàn ông rất là khỏe mạnh sẽ kéo một đầu dây, kéo một mặt của bức tượng lên phía trước. Bằng cách này thì một mặt của bức tượng có thể đi được vài bước chân mỗi lần kéo. Sau đó quá trình này lại làm ngược lại, mặt kia bức tượng cứ thế cứ lăn 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 lăn
Cái này thì có lẽ là giống như cái trò chơi trẻ con chúng ta hay làm ngày xưa khi mà muốn di chuyển một cái khúc gỗ hoặc một cái cây gì đó. Cứ như thế thì phải mất vài tháng, thậm chí phải mất cả năm thì bức tượng mới có thể di chuyển xuống đến bờ biển. Và các nhà khoa học cũng tìm thấy những cái vết phấn hoa còn sót lại ở thời xa xưa từ một cái giống cọ cao hơn 30 mét mọc ở trên đảo. Cái giống này thì lại rất thích hợp để làm những cái dây thừng bền chắc và cho rằng đảo Phục Sinh cũng từng là một hòn đảo mà cây cối rất là tốt tươi. Cũng từ đó có ý kiến cho rằng nơi đây là chính con người đã tàn phá thảm thực vật trên đảo, gây ra cái thảm họa sinh thái, và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến diệt vong tại hòn đảo này. Sự diệt vong của nền văn minh trên đảo Phục Sinh đến nay vẫn chưa ai biết chính xác. Giả thiết được nhiều người ủng hộ nhất về cái sự bốc hơi hoàn toàn của nền văn minh trên đảo Phục Sinh chính là sự xuất hiện của người châu Âu, của nội chiến và dịch bệnh. Suy cho cùng vẫn cứ là con người mà thôi. Ngược lại quá khứ một chút thì nền văn minh trên đảo Phục Sinh đã phát triển rực rỡ như thế nào? Những cư dân tại Nam đảo được cho là những người đầu tiên đã di chuyển đến đảo Phục Sinh, và sau đó thì họ đã hình thành một cái xã hội đầy đủ. Nhưng xã hội này thì có đầy đủ cả tù trưởng, thầy tu, những người công nhân làm việc, những người đánh bắt cá, những người trồng trọt. Một xã hội có thể nói là rất là phát triển vào thời điểm lúc bấy giờ, và dân số trên đảo cũng lên đến hàng nghìn người. Cư dân tại đây được cho rằng tạc những bức tượng như vậy để những bức tượng này đại diện cho tổ tiên của họ sẽ bảo vệ hòn đảo khỏi những sóng gió ngoài biển khơi. Những cư dân sống trên đảo Phục Sinh cũng đã sáng tạo ra hệ thống chữ viết riêng. Hệ thống chữ viết này được gọi là Rongo Rongo, khác xa so với hệ thống chữ viết trên thế giới. Đến nay thì các nhà ngôn ngữ học vẫn chưa thể nào giải mã được hết cái hệ thống chữ viết này. Và một điều đáng ngạc nhiên nữa là hầu hết các cư dân trên các hòn đảo khác thuộc Thái Bình Dương thậm chí đều không biết chữ, và kể cả những thổ dân da đỏ cũng không biết viết. Thế thì những cái người trên đảo Phục Sinh họ đã phát triển một cách riêng rẽ và cực kỳ phát triển ra làm sao? Ai đã dạy những người trên đảo Phục Sinh viết, hay là họ tự phát triển hệ thống viết riêng của mình? Rất khó giải thích với một hòn đảo xa xôi nằm tách biệt giữa Thái Bình Dương như thế này. Cái nền văn minh ở trên đảo, nền văn minh của người Rapa Nui, là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên hành tinh. Ước tính họ đã sống ở trên đảo hơn 1.500 năm. Nguồn gốc của cái nền văn minh Rapa Nui đã có từ rất lâu, đương nhiên rồi, trước khi người châu Âu hiện diện ở châu Mỹ. Và trên thực tế, mãi đến năm 1722, những người định cư đầu tiên mới liên lạc với cư dân ở trên đảo này. Còn việc tại sao những người Rapa Nui lại di chuyển đến đảo Phục Sinh thì đó vẫn là một bí ẩn, vì không có bất kỳ một ghi chép nào về hành trình của những người Rapa Nui đến với đảo Phục Sinh. Các nhà khoa học cho rằng khi mà những cái nghiên cứu về mặt lịch sử không thể tham chiếu được thì bây giờ cần phải thực hiện những cái nghiên cứu về mặt sinh học, những nghiên cứu về mặt di truyền để xác định tổ tiên của những người Rapa Nui ở trên đảo. Và cuối cùng đó là truyền thuyết về Hotumata. Khi những vị khách châu Âu đầu tiên liên lạc với những cư dân ở trên đảo Phục Sinh, Rapa Nui đã báo cáo rằng một thủ lĩnh bộ lạc tên là Hotumata đã đến hòn đảo bằng hai chiếc xuồng khổng lồ cùng với gia đình và những người bạn đồng hành khác. Việc thiếu tài liệu bằng văn bản có từ thời đó khiến cho việc xác minh lịch sử này là không thể. Ngoài ra, các nhà khoa học ngày nay cũng không thể xác định được năm chính xác mà những người này đã đến đảo. Trong mọi trường hợp, truyền thuyết này được coi là một biểu hiện của nền văn hóa quan trọng Rapa Nui. Ngoài cái truyền thuyết kể trên thì những cư dân ở trên đảo Phục Sinh có một niềm tin cổ xưa vào một vị thần. Niềm tin này là một hình thức thể hiện tôn giáo và nó được gọi là Tangata Manu. Đây là tên được đặt cho người chiến thắng trong một cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần theo truyền thống trên đảo Phục Sinh. Cuộc thi này thì gồm có một số phần như sau. Phần đầu tiên là tuyển chọn người. Ở đây phần lớn là những cái quý tộc ở trên đảo. Phần thứ hai thì thi thật. Thi thật ở đây thì thi làm cái gì? Đấy là thi lấy những cái trứng chim đầu tiên ở trong mùa chim sinh sản. Tưởng chuyện này là dễ, chỉ cần trèo lên cây là lấy được thôi. Tuy nhiên mà để làm điều này thì cái hành trình nó mới là quan trọng. Cái hành trình mà để lấy được cái trứng chim ấy thì cần phải vượt qua một vùng biển. Vùng biển này thì có rất là nhiều cá mập thường xuyên tấn công con người. Đương nhiên là nhiều người cũng đã chết trong cuộc thi, nhưng mà những người chiến thắng thì luôn được tôn vinh và được gọi là thần chim. Thần chim sẽ có một ngôi nhà, và trong suốt cả năm giành chiến thắng của mình trước khi tìm ra nhà vô địch mới thì thần chim chỉ việc ăn và ngủ trong ngôi nhà đó mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về đảo Phục Sinh tại Chile. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.